Vi ơi, cậu coi nè, tôi sắp câu được một con cá lớn lắm luôn á. Quá trình bên, công nhận cậu giỏi thật đó. Quá, kéo nó lên đi. Tôi làm gì ở đây vậy hả cái tên kia? Hắn lại tới đây để gây rối nữa đó. Không phải vậy đâu, ta tới để bắt cá vàng thôi mà, thiệt đó, không có phá. Vậy hả? Bắt con cá vàng này đi. Chôn buồn, ta không làm gì hết mà, sao lại đánh ta? Cứu ta, cứu ta, trời đất ơi, ta đây. Sợ quá, cứu ta. Ôi, mấy anh ông ơi, đừng có dí theo em nữa mấy anh ơi. Ôi, cứu ta với, cứu ta đi mà, mấy anh ơi, đừng dí theo em mà. Ông chủ, ngươi là ai mà vô đây vậy? Tôi là tên bạn tôi nè ông chủ ơi. Là cậu sao? Cậu làm cái gì mà ra như vậy? Ông chủ, tất cả là tại thằng nhóc bia đó. Nó ném tôi vô cái tổ ong cho nên tôi bị ong chết. Cái gì? Thằng nhóc đó dám cả gan. Sao nó làm như vậy với cậu chứ? Ta sẽ không để cho nó yên đâu. Ông chủ ơi, ông nhìn kìa, còn một con ong. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn, cảm ơn. Cũng được đó chứ, đây chính là thứ mà ta cần tìm. Ta đang có công trình nghiên cứu về sự sống của các loài động vật, chim chóc và côn trùng. Cái thằng nhóc Vi kia đã dùng mấy con ong này để chọc phá cậu đúng không? Giờ thì ta sẽ dùng chính nó để tiêu diệt thằng nhóc Vi kia và cả bua sách gan này. Cứ chờ xem. Hay quá, trời ơi, con ong mà biến thành con bọ gì khổng lồ luôn á, ghê quá. Đúng rồi, con bọ này được ta tạo ra từ ADN của 5 loại côn trùng khác nhau. Bây giờ thì hãy xem nó sẽ làm được gì. Cả bùa sách gan và thằng nhóc Vi đó sẽ tiêu tùng thôi. Bởi vì mà to quá. Nó đang định tiêu diệt hết mọi người nữa đó. Không được, cậu làm gì đó đi Vi ơi. Nó đang phá hủy hết mọi thứ kìa.
mất rồi. Trời ơi Bia, cậu mở mắt ra đi Bia. Im đi. Ông nội ơi. Coi kìa, xong rồi. Bia đã bị tiêu diệt, con nhỏ Im Ly đó cũng đã bị con bọ khổng lồ bắt đi. Ủa vậy giờ Bia nó xong đời rồi phải không ông chủ? Yeah. Vi à, Vi ơi. Dạ ông nội ơi, con không sao. Con bọ khổng lồ đó đâu rồi ông? Nó đã bắt Im Ly rồi bay đi đâu mất tiêu luôn rồi. Thế vậy, vậy là tính mạng của Im Ly đang gặp nguy hiểm rồi. Con bọ khổng lồ đó đi đâu? Gintu, Gintu ơi. Tôi đây. Gintu, cậu coi thử coi con bọ khổng lồ đó đã đưa Im Ly đi đâu rồi. Ê, Vi ơi, có thể là ôi giao trộn. Tôi đang ở đâu vậy ta? Chết rồi, xin lỗi nha Gintu. Gintu ơi. Ông nội ơi, bây giờ con phải đi cứu Im Ly ngay mới được. Con đi nha ông ơi. Bia, con đã cứu được người dân của cả thành phố này rồi. Nhưng mà con bọ đó đi đâu rồi Bia? Đang ở đây nè Im Ly. Nó không gây nguy hiểm cho chúng ta nữa đâu. Nó sắp trở về hình dáng ban đầu rồi nè. Giờ thì chúng ta có thể thả nó đi được rồi. Bia, con coi, con bọ khổng lồ này là sự kết hợp của 5 con bọ này. Con cũng đã giải cứu được tất cả bọn chúng rồi đó. Yeah. Hôm nay ta sẽ dạy cho tụi bay một bài học nhớ đời. Bốn tỷ, sao lúc nào cũng làm phiền tôi vậy hả? Cậu đang tính làm cái gì vậy hả? Đừng đánh nhau chứ. Gintu à, thay vì giảng quà thì cậu làm cho vấn đề rắc
Không hề, tôi đưa bọn họ đến chỗ của Team Bactun và để cho họ hiểu ra được người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi vấn đề phát sinh ở đây là Team Bactun. Sợ quá. Thôi được rồi anh bạn, tôi sẽ gặp lại cậu sau vậy. Vía, Vía, mấy con cá piranha đã tới tận đây luôn rồi. Bên kia kìa, đi theo tôi. Tôi sẽ làm cho bọn chúng biến mất khỏi đây. Ôi, ôi dạ. Ủa, mình đang ở đâu vậy ta? Ê, Ginto ơi, Ginto. Coi đó, ai thấy mình cũng sợ chạy mất dép luôn kìa. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Mấy con cá piranha có mặt ở đây rồi. Chuyện này thực sự nguy hiểm quá. Ừ, im ly. Chúng ta cần phải tìm ra giải pháp xử lý thôi. Wow, ở đây có cá piranha. Ôi, mình phải chạy về báo ông chủ ngay thôi. Ông chủ ơi, cứu ông chủ ơi. Ôi, quá ghê quá. Ông chủ, ông chủ ơi, cá piranha, ông chủ ơi, con cá nó cắn, ông chủ ơi, cá piranha nè, ông chủ. Cái gì? Cái hồ này mà có cá piranha, làm gì có chuyện đó chứ? Có đó, đầy cá luôn, ông chủ ơi, tụi nó làm tôi tan nát tua vậy nè. Ừ, đúng là cá piranha thật nè. Cứ để cho bọn chúng ở trong cái hồ đó để tiêu diệt tất cả mọi thứ đi. Rồi thằng nhóc Vi đó chắc chắn là sẽ đến cứu mọi người. Lúc đó ta sẽ thả con robot cá piranha của ta bơi chung với lại đàn cá thật. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi thằng nhóc Vi đến cứu người dân khỏi cá piranha thật hả ông chủ? Ờ, thì khi đó robot cá piranha của ông chủ sẽ chăm sóc đặc biệt cho thằng nhóc Vi đó. Đúng vậy, đây là robot cá piranha của ta. Thấy sao? Giờ thì chúng ta cứ việc ngồi chờ xem nó sẽ làm được gì. À, ông có nghe nói là cá piranha đã đến hồ của chúng ta rồi. Lại đây để ông cho các con xem. Ông nội ơi, đây là hình ảnh con sông và hồ chỗ chúng ta nè. Còn đây chính là nơi cư trú của đàn cá piranha. Ra vậy mà sao mấy con cá piranha tới đây hả ông? Ông nghĩ là nơi mà bọn chúng đang sinh sống và gặp phải vấn đề gì đó nên bọn chúng mới kéo tới đây. Vậy nếu như chúng ta giải quyết vấn đề chỗ ở của chúng rồi đưa chúng trở về lại đó thì sao hả ông? Đó chính là tất cả những gì mà chúng ta cần phải làm lúc này. Con hãy đổ dung dịch lôi kéo xuống hồ, sau đó con có thể sai bảo bọn cá piranha đi bất kỳ nơi nào. Vậy có nghĩa là mấy con cá piranha sẽ ngoan ngoãn đi theo mùi của dung dịch này sao ông? Quá, vậy là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Ê, ông chủ, cẩn thận, mấy con cá piranha thật nó đang ở đây. Ui, tụi nó nguy hiểm vô cùng, cắn đau lắm luôn. Tất nhiên là ta biết rồi, đồ ngốc. Chúng ta chỉ cần thả con robot piranha này xuống dưới hồ là xong. Ờ, ông chủ đúng là thiên tài. Im đi, ta biết ta giỏi rồi. Mau đi về thôi, cái hồ này sắp tiêu tan luôn rồi đó. Alo, mọi người ơi, mọi người phải hết sức cẩn thận khi tới khu vực này nha. Im Lee Jun Bun, hai cậu đợi ở đây nha. Tôi sẽ đi cứu cậu bé đó trước đã. Thank you.
gì đó lạ lắm. Con cá piranha này nhìn có vẻ khác hẳn với con cá khác bằng tầm nhìn X-quang. Tầm nhìn X-quang? Ồ, thì ra nó là con cá robot. Chắc chắn là do mắt Max đã tạo ra nữa rồi. Có chuyện gì với Vi vậy ta? Dữ liệu của nó không hề có phản hồi lại. Để ông nói chuyện với nó thử xem. Alo Vi à? Vi không có sao không Vi à? Ông nội ơi, con vẫn ổn. Ở đây có một con cá robot, cá piranha, bơi giữa những con cá piranha thở. Chắc lại là kế hoạch của ông tiến sĩ điên nữa rồi. Dạ, chỉ có thể là kế hoạch của hắn thôi. Con sẽ đưa những con cá piranha thật về lại nơi ở của chúng. Sau đó con sẽ quay lại xử lý con cá robot kia. Trang phục máy khoan. Đã làm rất tuyệt đó. À không, phải nói là cực kỳ tuyệt vời, xuất sắc. Thưa ngài, theo yêu cầu của ngài thì tôi đã chọn ra được hai nhà khoa học giỏi nhất trái đất rồi đây nè.
Ông nghĩ bây giờ chúng ta phải là vậy? Sao chúng ta lại ở đây? Lại là ông sao? Hay ông là người đứng sau tất cả những chuyện này? Ta cũng không biết gì hết, nghe chưa? Ta còn tưởng đây là kế hoạch của ông kìa. Vậy có nghĩa là người khác đã đưa chúng ta tới đây hay sao ông nội? Nhưng là ai mới được? Đừng có sợ. Hả? Bà là ai? Các người sẽ biết ngay thôi. Thưa điện hạ, khách của ngài đã tới đủ rồi đây. Pedro rất thích điều này, thích cực kỳ luôn đó. Sao hả Lisa? Thưa ngài, đây là tiến sĩ Bram Sahay, còn bên kia là Matt Max. Cả hai người họ đều là những nhà khoa học giỏi nhất trái đất, hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ lần này của ngài. Chào mừng đến thế giới chiến thắng của ta, tiến sĩ Bram Sahay và tiến sĩ Matt Max. Hai người còn lại là ai vậy Lisa? Thưa ngài, đây là Via với lại Timbaton. Ta đã nghe nói rất nhiều về ngươi rồi, cậu bé robot Via à. Ta là Pedro, vị vua của thế giới chiến thắng này đó. Thật ra ta triệu hồi các ngươi đến đây là có một lý do. Ta muốn các ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn thực hiện công cuộc hủy diệt toàn bộ vũ trụ này và xây dựng lên một vũ trụ mới. Có nghĩa là ông muốn xây dựng một vũ trụ mới rồi thống trị nó sao? Tuyệt vời! Ta sẽ giúp ông và ta sẽ theo phe của ông. Còn ta luôn theo phe của ông chủ á nha. Pedro rất thích Lisa. Ngươi hãy dẫn vị khách Mad Max của chúng ta về phòng trước đi. Tuân lệnh Pedro, mọi người đi theo tôi. Ngay cả ngươi cũng ủng hộ ta chứ, tiến sĩ Graham Sahe à? Như vậy không được đâu, ta không ủng hộ ông. Pedro không thích điều này. Suy nghĩ kỹ đi rồi chúng ta thảo luận sau, nghe chưa? Ông nội ơi, làm sao chúng ta có thể trở về nhà được đây? Con hãy thử bật tầm nhìn X-quang rồi tìm lối thoát. Bật tầm nhìn X-quang. Ông nội ơi, con tìm thấy được đường ra rồi. Con sẽ qua bên đó, trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Hai người hãy nghỉ ngơi ở đây đi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Gặp lại hai người sau. Ông chủ ơi, đồ ăn ngon quá trời. Việc ông hợp tác với ông ta đúng là tốt quá đi. Sự hợp tác này chỉ trên danh nghĩa thôi. Ngay khi Pedro vừa xử lý tên tiến sĩ Bremsa hay xong, thì ta sẽ lập tức kết liễu Pedro và trở thành vua của vũ trụ mới. Và ta đã thấy được rồi, ta thấy được cái điều khiển của tên Pedro rồi kìa. Giờ thì xong đời Pedro, và cũng không thể sót cái tên tiến sĩ Bremsahay. Công nghệ ở đây lạ quá, đúng là công nghệ cao mà. Hay lắm, thằng nhóc này đoán quá đúng luôn rồi đó. Thưa ngài, chúng ta sẽ làm gì với Bremsahay đây? Mình đang bị nhốt ở đâu đây? Phải công nhận thế giới của tên Pedro này thật sự quá nguy hiểm. Không biết bây giờ Phi đang ở đâu nữa. Chúng ta cần phải dạy cho cậu bé robot một bài học. Pedro thích cậu bé robot này, nhưng một khi Pedro buồn thì sẽ lấy mạng người khác đó. Lisa đâu? Via, cậu bé robot, giờ ngươi chỉ còn vỏn vẹn 30 phút.
tự cứu lấy mình nếu có thể đi. Dream Sahi, hãy hợp tác với ta đi. Nếu không, ngươi cũng sẽ giống như những con vật kia. Đó là trở thành một trong những thí nghiệm hạng hai không của ta mà của thôi đâu. Ông ta là con mồi của ta. Ngươi có thù với hắn hay sao? Vậy thì kết liễu hắn đi, rồi chúng ta cùng nhau ăn mừng. Dream Sahi, cũng đã tới lúc ông phải đi thật rồi đó. Nhưng mà trước đó thì... Ngươi cười cái gì vậy hả Mad Max? Ta không thích đâu nha. Nhưng ta thích vậy đó. Ta cười vì ngay cả ngươi cũng không biết mình sắp bị kết liễu rồi Pedro. Không không, cái điều khiển của ta. Đừng Mad Max, xin hãy bỏ qua cho. Ông thấy chưa Pedro, Mad Max không phải là bạn bè của ai hết. Làm ơn đi Mad Max, xin ông đừng có làm như vậy. Ủa cái gì vậy? Tại sao lúc này lại không hoạt động chứ? Ta thích trò chơi này quá đi. Mad Max, cái điều khiển đó là giả thôi. Mad Max, đây là kế hoạch của Pedro để kiểm tra xem liệu ngươi là bạn hay là thù đó. Pedro, ta chỉ giỡn chơi chút thôi mà. Bỏ qua nha anh bạn. Ông chủ, bây giờ không phải là lúc để ông xin tha thứ. Chạy đi. Con bỏ cá khổng lồ rồi kìa. Ta không thích điều này chút nào. Thưa ngài, chỗ này sắp bị phá hủy rồi. Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Vía, chúng ta phải xử lý con quái vật này trước đã. Dạ con biết phải làm gì rồi ông nội. Trong lúc đó ông phải tranh thủ tìm lối thoát hiểm nha. Nhanh lên đi con, cửa thoát hiểm sắp đóng rồi. Ông chủ, nhanh lên ông chủ.
Tạm biệt Pedro. Vì một lần nữa con đã ngăn cản được thế giới khỏi chịu sự hủy diệt. Tất cả con đều học từ ông mà ông nội. Luôn phải bảo vệ những cái tốt và tiêu diệt sạch sẽ những cái xấu. Ông chủ ơi, ông coi tôi có cái gì đây nè. Có cái gì mà nhiều vậy? Bộ bản đồ tìm kho báu của cậu hay sao? Này không phải bản đồ đâu, đây là mấy cuốn lịch á. Ông chủ coi đi. Sao lại có mấy cái dấu gạch chéo trong mấy cái ngày này vậy trời? Ông chủ, tôi đánh dấu lại những ngày ông tính kết liễu thằng nhóc Robot Vi nhưng mà thất bại đó ông chủ. Mèo, có nghĩa là ông chủ của chúng ta đã thất bại từ rất lâu rồi. Sao cậu lại cho ta xem tổng hợp sự thất bại của ta vậy hả? Cái đồ ngu ngốc này. Trời ơi, cậu đã làm gì vậy? Cậu đã phá hoại hết các hóa chất quý hiếm ta định sử dụng cho thí nghiệm mới rồi. Tôi làm gì sai? Tôi làm gì sai trong cuộc đời này? Tìm bắt tôi. Chuyện gì vậy nè? Nó đang tiến hóa thành một loại mật kìa. Giờ thì ta sẽ tìm cách kiểm soát nó. Tìm bắt tôi, mau đi lấy cây súng hỏa tiễn cho ta đi. Nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ tấn công thằng nhóc Vi bằng loại mực này thì có thể kết liễu hắn ta luôn đó. Đúng không ông chủ? Đúng vậy. Và bảo đảm là ngày hôm nay ta sẽ không thất bại nữa đâu. Đi đi, hãy tấn công thằng nhóc Vi đó bằng loại mực này và kết liễu cuộc đời của hắn. Nhanh đi. Yeah. Vía, lần này đảm bảo không ai cứu được ngươi thoát khỏi sự tấn công của ta đâu á nga. Trò chơi kết thúc rồi. Hey. Chết rồi, bắn trượt qua con bé đó rồi. Chết rồi, lớn chuyện rồi ông chủ ơi. Ông chủ, tôi bắn trật rồi ông chủ ơi. Ta nhìn thấy rồi, đừng có lo. Bây giờ ta sẽ điều khiển Im Ly. Cậu cứ việc làm theo như kế hoạch đi. Im Ly bị gì nhìn lạ quá vậy ta? Im Ly, cậu đang làm gì vậy? Bật tầm nhìn X-quang. Tầm nhìn X-quang bật. Người ngoài hành tinh đã kiểm soát được hành động của Im Ly rồi. Mình phải nói cho ông nội biết ngay mới được. Ông nội ơi, ở chỗ tụi con có chuyện rồi. Còn đoán là Max đã thông qua người ngoài hành tinh thao túng mọi hành động của Im Ly rồi. Kìa, vậy thì con hãy canh chừng Im Ly, chụp lại hình ảnh của người ngoài hành tinh đó cho ông bằng cách sử dụng tầm nhìn X-quang của con, rồi gửi đến máy tính cho ông luôn nha. Ông sẽ tìm cách xử lý chuyện này cho. Dạ con biết rồi ông nội. Ồ, đây là vết mực được chế tạo từ những loại hóa chất khác nhau mà. Chắc chắn đây là âm mưu của tên tiến sĩ điên kia rồi. Giờ thì thằng nhóc Vìa sẽ phải đến tìm ta thôi. Ông chủ, ông đúng là thiên tài. Mèo. Bây giờ thì tên Ramsay hay và Vìa sẽ không thể làm được gì nữa.
ta chỉ cần tiếp tục giữ Imli và Chunbun trong tầm kiểm soát của ta thôi. Ông nội ơi, ngoài Imli ra thì bây giờ tên Mắt Mát còn thao túng luôn cả Chunbun rồi đó. Hắn đã bắn điều khiển họ nhảy lên xe tải và chở đi rồi. Ông hãy làm gì đó nhanh đi. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Mọi việc được Chunbun và Imli thay chúng ta xử lý rồi. Thằng nhóc Via sẽ bị chính bản thân của nó kết liễu cuộc đời này. Thôi đừng dừng lại đây. Imli, Chunbun, tôi là Via đây, bạn của các cậu. Via, đó là tác dụng của vết mực. Ông vừa mới gửi một loại năng lượng dương của mặt trời đến con chip của con rồi đó Via. Việc bây giờ con cần làm là phải bật nguồn năng lượng đó lên đi, rồi nắm tay của Imli và Chunbun, sau đó truyền năng lượng cho hai đứa nó. Nhờ như vậy các chết mật sẽ được thoát ra ngoài và con có thể kiểm soát được hai đứa đó rồi. Dạ con biết rồi ông nội ơi. Chuyện gì đã xảy ra với tôi có phải không? Sao đầu tôi nặng dữ vậy nè? Mà chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho các cậu nghe sau. Giờ nghe đây. Tuân lệnh ông chủ, tôi sẽ tới điểm hẹn trong vòng vài phút nữa nha. Các cậu phải nhớ đó nha, làm theo những gì tôi đã dặn. Nhớ rồi, làm cho tên Mét Mát đó nghĩ là tụi tôi vẫn bị hắn thao túng. Tụi tôi sẽ hành động thiệt là tốt, để cho hắn tin là thật ha. Tốt lắm, Mắt Mát sẽ không bao giờ biết được chuyện. Tôi đã lấy được vết mực kinh khủng ra khỏi người hai cậu. Và hai cậu đã không còn bị hắn điều khiển nữa rồi. Không có chuyện đó nữa đâu. Đừng có hòng lừa ta nghe không? Nếu không... Giỏi lắm Thiên Bắc Tôn. Giờ thì Imli và Chunbun, hai người hãy kết liễu Via đi. Đó là lệnh của ta. Làm gì vậy? Kết liễu tên Via cho ta đi. Ông chủ, tôi cảm thấy có gì đó không bình thường. Có chuyện gì vậy chứ? Tại sao cái điều khiển dịch mật này không có tác dụng vậy? Vậy mật ngoài hành tinh không còn trong người hai cậu ấy nữa, mà thật ra đang ở chỗ ta. Nhìn đây nè. Thế ông chủ, nó đã thâu tóm hết vết mực của ông luôn rồi kìa. Không đâu, làm gì có chuyện này được chứ. Ta thề là sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu Phía. Ông chủ, ông cứu. Tôi bị treo trên này luôn rồi ông chú ơi. Ủa chạy đâu? Sao ông tới được đây vậy? Ừ,
ông tìm được địa chỉ tụi con ở đây thông qua thiết bị dò tìm trên người của con đó Via. Vết mực đó đâu rồi Via? Theo như ông thấy, chúng ta cần phải đóng băng vết mực này lại trước đã, rồi dùng tia laser đốt nó đi, cho đến khi nó cháy thành tro thì mới yên tâm là nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Dạ được. Hả? Yeah. Giờ thì ngươi xong đời rồi Via. Via, con hãy dùng trang phục robot để tiêu diệt nó đi. Ông chủ ơi, ông đã làm được rồi, viên nó bị tiêu diệt rồi kìa ông chủ. Yes. Cậu đã làm tốt lắm đó Via. Giỏi lắm, quen hô Via. Ủa ông chủ, thằng Via nó thoát nữa rồi kìa. Hôm nay tôi lại phải đánh dấu chéo trên lịch của ông nữa rồi. Cái thằng bắt vô lại một lần nữa chúng ta chiến thắng rồi Via. Ông nội ơi, hôm nay là loài người đã chiến thắng. Hoàn thành rồi. Giờ thì ta có thể tiêu diệt được thằng nhóc Vi đó, cũng như là dùng bua sắt gan luôn rồi. Ông chủ, ông đúng là thiên tài. Nhưng sao tôi không thấy thí nghiệm mới nhất của ông ở đâu hết vậy? Ông bị đảng trí rồi hả ông chủ? Tôi muốn xem sự kỳ diệu của phát minh này sao? Vậy thì xem đây. Chuyện gì xảy ra vậy ông chủ ơi? Cái gì tấn công tôi vậy? Tôi không thấy gì hết trơn á. Trời ơi, cái gì ghê quá vậy ông chủ? Ừ, đây là con chip chứa năng lượng vô hình của ta. Ta đã cài đặt cho nó một sức mạnh. Nó có thể khiến cho bất kỳ thứ gì cũng có thể trở nên vô hình được hết. Từ đó sẽ khởi mào lên cả một cuộc chiến. Và bây giờ hãy chứng kiến điều kỳ diệu này đi. Hả? Sức hủy diệt của mấy cái máy bay vô hình này phải nói là kinh khủng khiếp lắm luôn đó ông chủ. Thằng nhóc Vi không thoát nổi đâu. Ông nội ơi, nếu mà cà rốt mắc quá thì mua rau củ khác cũng được mà ông. Không, không được, tôi chỉ ăn cà rốt thôi, tôi muốn được ăn cà rốt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, là quả cầu gai đang ăn kem mà cũng không yên nữa hà. Anh nhìn kìa, có người từ trên trời đang điều khiển nó để tấn công mình đó. Anh có thấy không hả? Chạy đi. Chạy đi, thành phố này kinh khủng quá. Các con nhìn kìa. Cứu tôi với, cứu tôi. Quả cầu gai đã đưa Bunty đi mất rồi. Con nghĩ đây là kế hoạch mới của Mad Max nữa đó. Ông nội ơi nhìn kìa, quả cầu gai đó lại xuất hiện nữa rồi. Bunty đang gặp nguy hiểm đó. Ông nội ơi, con phải làm gì đó mới được. Cứu tôi với. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Cứu tôi.
đi đâu mất nữa rồi kìa. Có vẻ như Magmas đang dùng sức mạnh vô hình để điều khiển quả cầu này rồi đó. À, cái gì mà nhỏ quá vậy không biết nữa. Tại sao mình lại không nhìn thấy nó được chứ? Bằng tầm nhìn X quang. Kỳ lạ ghê. Bằng cái tầm nhìn X quang rồi cũng không thấy sao? Vìa, ngay cả tầm nhìn X quang của ngươi cũng không thể thấy được năng lượng vô hình của ta đâu. Bầu trời rồi kìa. Nhưng mà cậu ấy đi đâu được? Kỳ vậy, mình không thể thoát ra khỏi đây. Phải cố lên. Sẽ không thể nào thoát ra được đâu. Ta chắc chắn kế hoạch của ngươi rồi sẽ thất bại thôi, Magmas à. Nếu như ngươi nghĩ mình có thể thoát được ra khỏi đây thì cứ làm đi. Ý động của ta sẽ làm tan chảy bất kỳ con robot nào trên thế giới này. Ngay cả ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Chủ, thằng Via nó đã cho nổ tung cái máy bay của mình rồi kìa. Chiếc máy bay của ta mà nổ thì nó cũng sẽ phải chịu chung số phận như vậy thôi. Ơi, con vẫn còn ổn lắm đó ông nội. Vía, con đã gặp phải chuyện gì vậy? Ông nội ơi, tình xấu xa Magmas đó đã chế tạo ra một chiếc phi cơ tàng hình. Hắn ta đã bắt và nhốt con ở trong đó, rồi còn phá hủy hết trang phục của con nữa. Con đừng lo nữa Vía, ông đã chuẩn bị sẵn trang phục trong trường hợp khẩn cấp rồi. Vía, bộ trang phục này có một chức năng mới, bây giờ con hãy sử dụng thử đi. Ông nội ơi, giờ thì con sẽ đi tiêu diệt tên Magmas cùng với chiếc phi cơ tàng hình và năng lượng vô hình của hắn ta mới được. Con đảm bảo hắn sẽ không bao giờ sử dụng năng lượng đó được nữa. Con đi trước đây. Cái tên Rem Sa hay lần nào cũng ra tay giúp đỡ cho thằng nhóc Via này và cản trở kế hoạch của ta. Hắn đã đưa cho thằng nhóc Via một trang phục mới. Ừ, ông chủ giờ sao giờ? Ta đã muốn có cái gì thì phải có cái đó. Lần này đích thân của ta sẽ sử dụng sức mạnh của con chip vô hình này. Còn cậu, hãy giữ lấy cái điều khiển này đi. Và nhờ đó thì ngươi sẽ nhìn thấy được ta. Cảm ơn ông chủ ngàn. Cậu bé robot, ngươi đang mặc trang phục robot khẩn cấp sao? Đúng, nếu mà cái ác đã có muôn mặt thì cái thiện cũng có nhiều hình dạng mà Magmas. Bật tầm nhìn X quang.
Ông chủ của chúng ta vừa tấn công đó nghe. Đều vô đi, thấy gì hôm? Ừ, chúng ta thấy được ông chủ kìa. Bây giờ cái tên tiến sĩ đó đã trở thành vô hình luôn rồi. Vì đang phải chiến đấu rất khó khăn để chống lại. Làm gì để đánh bại được ta đâu, và cũng không ai có thể làm được gì ta hết. Vi à, con hãy sử dụng chức năng tạo ra sấm sét đi con. Dạ được. Vì ngươi có thể nhìn thấy được ta sao? Cái cơ mơ này đã phá hỏng kế hoạch của ta rồi. Luna, ông chủ đang bị đánh tơi bời kìa. Phải tìm cách cứu thôi. Con chiếc năng lượng của ta. Sao ta lại thua nữa rồi? Vì ta sẽ trở lại và ta sẽ không thua dễ dàng nữa đâu. Con làm tốt lắm Vì à. Quyết định của ông năm đó tạo ra con chưa bao giờ là sai lầm. Đang trong xanh mà lại có sét một cách bất thường vậy hả các cậu? Làm sao lại xảy ra hiện tượng này chứ? Đi thôi, chúng ta phải về hỏi ông nội mới được. Đúng đó kia. Có vẻ như là có ai đó đang đứng sau những chuyện này và điều khiển sấm sét rồi. Nếu không thì dưới thời tiết khô ráo như thời điểm hiện tại thì làm sao mà có sấm sét được. Tốt lắm, cực kỳ tốt. Giờ thì ta đã có được sức mạnh của sấm sét trên bầu trời rồi. Hả? Sức mạnh của sấm sét. Giờ ta đã trở thành con người vô cùng quyền lực. Vô cùng quyền lực. Mèo, ông đúng là ông chủ thiên tài. Siêu sao siêu nhân thiên tài luôn. Nó nói đúng đó ông chủ. Quả đúng. Tìm bắt tôi. Hả? Cậu chuẩn bị đi. Đã đến lúc phải xử lý cái thằng nhóc Vi rồi. Cậu phải cố lên. Bà ơi, xã hội đang chạy nguy hiểm lắm. Bà quay lại đây đi. Cũng may là bà không có bị thương đó. Bà muốn qua bên kia đường phải không? Để con dẫn bà qua cho nha. Con trai, nếu con đã có lòng muốn giúp bà lão này thì hãy đưa bà về nhà giùm đi. Nhà bà ở ngay phía bên kia kìa. Dạ được, các cậu đi đi, tôi sẽ quay lại sau. Chắc là con cũng đã trễ giờ rồi, con mau quay về đi. Nhưng mà trước khi con đi, nhờ con đi lấy giúp bà một chai nước để ở trong tủ lạnh nha. Trang phục robot bật. Giỏi lắm Team Buckton, cậu đã không mắc một sai lầm nào. Cuối cùng thì thằng nhóc Vier cũng đã bị ta bắt được. Yeah.
Bây giờ thằng nhóc này sẽ nghe theo lời của ta. Vía, ai mới là ông chủ của ngươi hả? Chính là ngài. Cuối cùng thì thằng nhóc Vía này cũng là của ta. Là của ta. Vía, giờ thì ngươi hãy đi kết liễu tên tiến sĩ Framsahay đi, để ông ta không thể tạo ra thêm một con robot nào giống như ngươi được nữa. Nhanh lên. Tôi đi ngay. Có chuyện gì vậy? Vi không giống với ngày thường chút nào. Cậu ta là Vi thật, hay có khi nào cậu ta chỉ là bản sao hay không? Đây không phải là một người hùng mà là một kẻ xấu đó. Đúng là Vi mà. Chúng ta chạy khỏi đây thôi. Phải quay về chỗ ông nội nhanh lên. Ông nội ơi, ông nội, Vi. Cậu làm gì vậy? Ông nội ơi, ông có bị sao không? Ông không sao, nhưng mà Vi thì có đó con. Ông phải ngăn chặn nó bằng mọi cách, nếu không thì nó sẽ hủy diệt cả bu sát ga này bất cứ lúc nào. Nhưng mà ông nội ơi, hình như trong lúc này con thấy ông đang là mục tiêu của cậu ấy đó. Con nói đúng đó Im Ly à. Con người đã thay đổi hệ thống cài đặt của Vi mất rồi. Giờ thì chúng ta cần phải tìm cách để ngăn cản Vi, rồi cho ông thời gian nghiên cứu cài đặt lại Vi. Cứ để con ngăn cản Vi cho ông, con sẽ chiến đấu với cậu ấy. Đợi đã Im Ly, con không thể tay không mà chiến đấu với nó được. Nó có sức mạnh của robot mà con. Im Ly à, trang phục này sẽ giúp con tạm thời giữ chân được Vi. Con hãy tìm cách ngăn nó lại càng lâu càng tốt, cho đến khi ông tìm ra được giải pháp. Con biết rồi ông nội. Im Ly, đằng sau lưng của Vi đang gắn một con chip màu đỏ đó. Mau tháo nó ra. Dạ được. Thank you.
tại sao có thể như vậy được chứ? Tại sao ta lại mất kết nối với thằng nhóc kia đó được vậy hả? Ông nội ơi, chuyện gì vậy? Mọi thứ xung quanh đây sao lại đổ nát hết vậy hả ông? Mừng con đã trở lại Vi à. Emily, hôm nay với lòng quả cảm của mình, con đã làm được một việc thật tuyệt vời đó con. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra vậy ông? Vi ơi Vi à, người kết liễu tiến sĩ Graham Sahay chưa dạ? Rồi, đã làm xong. Làm tốt lắm. Người nghĩ là ta cũng ngu ngốc như tên Tim Bắc Tôn hay sao? Ta đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Từ cái lúc mà ta đã bị mất kết nối với người, thì con chip trên người của ngươi đã bị tháo ra rồi. Giờ thì cố hiểu luôn hành động này nha. Chặn lấy, đổ nè. Giờ thì tới lượt của ta xử lý ngươi nè Vi à. Hy vọng đây là lần cuối cùng. Hôm nay ta sẽ quyết tâm kết liễu ngươi Vi à. Ông chủ ơi, không có ai bỏ qua cho chúng ta nữa. Tốt nhất là phải chạy khỏi đây đó ông chủ ơi. Chính ngươi đã hủy hoại ta Vi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cởi tôi theo với ông chủ.